Rồi, xin chào tất cả mọi người nhé. Tôi sẽ review hướng dẫn cho mọi người cách đi xe Jeep này. Đầu tiên lên xe là chúng ta chỉnh vị trí tư thế ngồi. Tư thế ngồi thì cái gối này của chúng ta cách khoảng 5-10 phân là ok nhé. Sau đó nhớ phải thắt dây an toàn nhé. Không thắt dây an toàn là sẽ bị trừ 5 điểm. Chỉnh gương, chỉnh ghế, chỉnh gương cho nhìn được lốp xe. Đấy là lốp xe là cái điểm tiếp xúc của bánh xe mặt đường á. Rồi, sau đó là vào số tiến này. Bật tín hiệu này. Khi thiết bị nghe tiếng bắt đầu thì cho xe di chuyển. Khi xe di chuyển, tay để sẵn cần xi nhan. Khi nghe tiếng bing bong người tắt xi nhan. Đấy. Bài thi tiếp theo này. Thì mỗi một sân thi nó sẽ có đặc điểm. Bài thi dừng xe nhường đường cho người đi bộ. Đấy, đi thật chậm này. Nhìn vào cái điểm căn, thường thường thì những sân nó sẽ có giữa cửa nó bằng cái điểm căn gì đó. Có sân thì bằng cây cau, có sân thì còn nó sân này thì bằng vạch sơn trắng này. Khi nào đến này. Đấy, mà tu xong. Đấy, vẫn nguyên 100 điểm, thấy chưa? Bỏ phanh này. Khởi hành xe lên dốc này. Bài này thì bài thi tiếp theo. Bài thi dừng xe và khởi hành ngang dốc. Nếu ai đỗ chuẩn được thì tốt, còn nó không thì cứ nghe tiếng bing bong thì dừng lại nhá. Đây thì chúng ta sẽ lấy giữa cửa bằng cột xi tốp cứ nhẹ nhàng. Đấy, dừng xe chưa ok. Đến vị trí. Đấy, sau đó đi. Nhớ trong thời gian 30 giây bài là phải tiếp theo. Bài thi qua vệt bánh xe và đường hẹp vuông góc. Trong thời gian 30 giây là qua được. Qua vệt bánh xe và đường hẹp vuông góc thì để ý đến điểm căn. Chị nhớ cho em nhé. Đi bám sát theo bên tay phải này. Bám sát theo bên tay phải. Một là chúng ta vai qua cái vạch sơn trắng đầu thứ hai, hoặc là đây này. Nhìn đây, ở đây nó có cái vệt chém đây này. Đấy thì tay gương nó bằng cái vệt đấy thì đánh kịch tay vô lăng sang bên tay trái. Nhìn vào mũi xe nhá. Khi nào mũi xe nó chiếu đến góc 12 giờ thì dừng xe hẳn lại. Phanh hẳn lại. Rồi, trả thẳng vô lăng này. Trả thẳng vô lăng thì logo ngửa lên góc 12 giờ hai lần này, một lần này. Hai lần này, thấy chưa? Từ từ cho xe di chuyển. Một là giữa tim vô lăng. Chưa? Bằng cái cột biển báo phía xa, hai là lấy thân xe bên phải. Bài này kể cả mất điểm cũng được. Bài này nó rất 50-50. Đấy, nghe tiếng bình bo cứ cho xe thả bình thường. Bánh xe đè vạch. Kệ nó. Vì là cái vô lăng này người ta đánh nó hay sẽ hay bị lệch. Như riêng cái đoạn này chị để ý này. Gương bắt đầu đến góc này này. Thấy chưa? Đấy. Cuộn hết tay. Đấy. Sau đó nhìn thì đi thật chậm. Đến xem góc 12 giờ. Đây, dừng hẳn lại. Em cũng cứ cẩn thận như này. Xong rồi chị nhìn sau này nhá. Tai gương đến góc này. Đánh kịch tay luôn. Cho xe đi thật chậm thôi. Đến các cái điểm này là đi thật chậm. Để chúng ta nhìn cái đèn tín hiệu cho dễ thì chị mở góc cua rộng ra bên tay trái theo. Này. Bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Ba xanh thì bỏ, ba đỏ thì đi. Đây nó đang đèn màu đỏ đúng không? Dừng lại trước cái biển báo này. Đây là cách trốn bài. Chúng ta trả thẳng vô lăng. Nhìn vào, nhớ là nhìn vào đèn tín hiệu đối diện bên kia đường. Qua ngã tư đầu tiên nó có thể xảy ra cảnh báo nguy hiểm thì nhìn vào cái chữ D. Nếu cái chữ D nó mà nháy thì nó sẽ xảy ra. Những đoạn đường này đây, vô lăng thẳng thì chị có thể đệm ga được. Đấy, đến gần đoạn cảnh báo nguy hiểm. Đây à, chữ D này nó nháy đúng không? Chắc chắn ở đây nó sẽ xảy ra. Thì cho xe đi thật chậm này. Khi nào nó ú à thì phanh dừng lại, xong rồi bấm nút này lên này. Dừng hẳn lại đúng không? Ấn. Khi nó kêu này. Đấy, nó dứt cái tiếng tu đi nhá. Thì sau đó chúng ta mới tắt. Trong lúc nó ú à lên thì không được bỏ chân phanh, không được nhả chân côn. Bài thi nhá, tiếp theo, bài thi đường vòng quanh co. Đây nó mới có hết có 4 phút rồi này. Đấy nhá. Đường vòng quanh co, tiến bám lưng, lùi bám bụng. Đấy nhá. Đấy nhá, đến vào đây, cứ đi thật chậm, tiến cao lên đây này. Chị nhìn cái gương này, nó thoát đến đây này, bánh kịch tay luôn. Xong rồi lại, đây đến đây nó góc 12 giờ rồi đúng không? Chị trả thẳng cho em. Nên tiến lên, gương nó lại đến đây này. Nhìn sang bên này, đánh lái bên nào thì nhìn gương bên đấy mà. Thì thoải mái luôn, không bao giờ sợ. Bài thi tiếp theo. Bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Ba xanh thì bỏ, ba đỏ thì đi. Lại nhìn vào, à đèn đỏ đây rồi. Thì lại dừng lại trước cái biển báo này. Nếu mà dừng cao lên cái vạch này nhé, nó sẽ tính điểm. Đấy, tính điểm được
là trong thời gian 20 giây mà không qua được là trừ 5 điểm. Trong thời gian 30 giây mà không qua được là đánh trượt luôn. Ô đầu tiên thì không nên vào, chúng ta có thể vào ô thứ hai hoặc ô thứ ba. Thì bên kia nó rộng thì cứ đi vào sang bên kia. Bài thi tiếp theo, bài thi các xe dọc vào nơi đỗ. Đường thẳng thì cứ đệm ga, mướm ga nhẹ nhàng. Mở góc cua rộng ra, tránh đi vào cái ô hạng C nhá. Mình thi hạng B, đi vào hạng B này. Chỉ này, bám như này nhá. Thì cái đoạn đường mình vào cái ô này nó rất là dài. Vai thoát qua này, đánh hết tay. Già chân phanh chậm, đầu xe đâu thẳng thì trả dần vô lăng cho xe đâu thẳng. Bước 1, bám sát, vai chia đôi khoảng trống. Đấy. Hoặc là lấy cái tai gương này bằng cái chip phía trên. Bước 2, đánh hết tay phải, mắt quan sát thân xe bên trái. Sau cho tạo chuồng một góc 45 độ thì bằng cái vạch sơn trắng và sơn đỏ đầu tiên ở chuồng á. Đấy. Vào số R. Bước 3, đánh kịch lái bên tay trái. Nhìn lốp xe bên trái trước để xem nó có lọt qua cái chip không. Đây rồi, đấy, nó lọt qua rồi nhá. Thì nhẹ nhàng nhìn sang bên gương bên phải. Khi nào thấy xe song song thì dừng lại. Trả thẳng vô lăng. Lùi lại khi nghe tiếng tu này, nó sẽ đèo cái vạch vàng đằng sau á. Nghe tiếng tu này. Vào đi. Đi ra từ từ. Vai thoát qua bờ tường. Đánh hết tay bên tay phải. Cho xe đi thật chậm. Chị nhìn này, nó có hết bao nhiêu đây? 1 phút. Xong bài này. Yeah. Bài thi tiếp theo. Đấy. Bài thi quan ngã tư. Thì già đến đây thì điều khiển giao thông thoải mái rồi đó. Qua ngã tư tiếp theo là chúng ta sẽ bật tín hiệu rẽ bên tay trái, biển báo bắt buộc các phương tiện rẽ trái này. Chị nhớ cho em nhá. Đi thi không được nối đuôi nhau. Đi tập thì mình tiết kiệm thời gian mình có thể được, nhưng mà đi thi nghiêm cấm không được nối đuôi nhau. Vì là cái tình huống mà không may xe phía trước nó đang đi nó bị chết máy mà mình không thể vượt được, thế là đánh trượt luôn rồi. Chị nhớ nhá, ở đây nó cũng có thể xảy ra một điểm cảnh báo nguy hiểm, có 3 vị trí có thể xảy ra. Đúng rồi, mình kêu rồi thôi. Trước bài đường vòng quanh co này, trước bài dừng xe đường sắt này, có cái lốp này, và sau bài tăng tốc nhá. Bài thi tiếp theo, bài thi dừng xe chỗ có đường sắt chạy qua. Đây, dừng xe đường sắt chạy qua, cho xe đi thật chậm. Chị để ý nhá, cứ đến cái điểm dừng là chúng ta chậm. Nhìn ngắm vào điểm căn. Đây là lấy cái tai gương bằng cái cột đèn đấy nhá. Về em sẽ gửi cho chị xem một video này, xem lại. Cho xe đi thật chậm, khi nào đến thì mình phanh lại. Đấy. Dừng xe chưa đến vị trí. Hơi non một chút. Nhìn khi nhìn á, tại vì đây, cái chỗ này em nhìn này, em cầm là nó hơi bị xiên chéo. Còn bình thường mình nhìn và nhìn vuông góc như này. Đó, ví dụ nó lên đến đây này. Rồi, ok. Tăng tốc này. Bài thi tiếp theo, bài thi thay đổi số trên đường thẳng. Bài này là yêu cầu đạt vận tốc là từ 25 km trở lên. Đấy. Thì chị cho xe phía trước, mình nhìn xe bên trên không có phương tiện nào thì bắt đầu chúng ta đều ga. Khi nghe tiếng bình bo người ga to lên nữa. Đến đây là biển hạn chế tốc độ tối đa, là chúng ta thậm chí là phanh hẳn lại. Đối với xe số sàn thì phải về lại số 1 cơ. Anh chị nhớ nhá, ở vị trí này cũng có thể xảy ra cảnh báo nguy hiểm. Vị trí này này. Ghép bài xe ngang vào nơi đỗ này. Bài thi ghép xe ngang vào nơi đỗ. Bây giờ quan sát bên kia nó vào rồi. Chị đợi con 25 này đi ra này. Bước 1 cho xe đi chậm. Ngồi vuông góc đây này, tai gương bằng góc chữ A. Rồi, bước 2 đánh hết tay trái này. Mắt quan sát đuôi xe bên tay trái cho nó bằng cái góc chữ A thì dừng lại. Rồi, trả thẳng vô lăng. Vào số R nhá.
Đấy, chị cứ cúi xuống một chút nhìn. Khi cho xe đi từ từ này, nhìn lốp xe nghe tiếng tính toang này, nó sẽ đè vào. Đấy, bước từ từ đánh hết lái trái, nhưng bây giờ phải nhìn người ra, nhìn được lốp xe phía sau bên tay phải nó hơi hẹp này mới đẹp này. Chị nhìn đây nhá. Đây là chị nhìn qua gương chiếu hậu á. Đấy, nó hơi hẹp này nhá. Thẳng lái tiến lên khoảng 20 phân. Vào wow, error đánh hết lái lùi tiếp. Khi nào thấy xe song song này, phanh dừng ở lại này. Đây nhá. Đấy nhá. Bây giờ song song rồi nhưng mà nó yêu cầu nó phải đè qua cái vạch vàng kia thì chị trả thẳng vô lăng. Lùi. Đấy. Trường hợp mà mình còn 85 điểm như này mà kể cả nó không kêu, chị cứ lùi sâu một chút xong đánh lái đi ra thì nó bảo là ghép xe sai vị trí, là chỉ bị trừ 5 điểm thôi. Sân này thì nó không đánh trượt như các sân khác, là nếu bài mà thi mình tiếp theo. Bài thi qua ngã tư mình không ghép đúng là nó sẽ đánh trượt luôn. Có tín hiệu điều khiển giao thông, biển báo hiệu lệnh bắt buộc các phương tiện rẽ phải đúng không, thì phải bật xi nhan phải. Nhớ cái lúc chỗ này là phải bật xi nhan phải nhá, kết thúc thì cũng phải bật xi nhan phải. Nhiều người đấy, hôm trước có một đồng chí là bài về đến đây theo. Bài thi kết thúc đây. Đến đây phải bật giữ ẩn đèn tín hiệu. Chúc mừng bạn đã thi đạt phần thi lái xe trong thời gian